các bạn. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài học mà chắc chắn là tình hình này chúng ta phải học online đúng không? Thì cô hy vọng là cô sẽ truyền tải cho các bạn cái bài này, các bạn hiểu và các bạn có thể tự học ở nhà được. Bây giờ cô nhờ các bạn là khi các bạn ngồi trước màn hình á thì chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa. Đương nhiên là học kỳ 2 của mình, và các bạn đặt cho cô trang 16, Unit 8, bài phim. Ok chưa? Một cuốn sách giáo khoa và một cái quyển tập của mình nha các bạn. Rồi, cô sẽ giới thiệu cho các bạn cái bài Lesson 1, đó là phần Getting Started. Thì cái phần Getting Started này cô sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái thể loại phim, kinds of film, thì cái thể loại phim yêu thích của chúng ta. Thì đây là một chủ đề rất là gần gũi với mình nha. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình của cô nè, rất là nhiều thể loại phim. Đây, chúng ta có phim hoạt hình nè, phim tài liệu, phim hành động, khoa học viễn tưởng, phim về tình yêu. Đây, thì bây giờ trong tất cả các bộ phim này phải trả lời cho cô được câu hỏi là What film shall we see? Okay, what film? Tức nghĩa là cái bộ phim nào shall we see? Tức nghĩa là bộ phim nào mà các bạn muốn coi nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần Activity 1. Đó là cái bài đọc trong sách giáo khoa. Thì các bạn nhìn vào sách giáo khoa giùm cô ha. Chúng ta sẽ thấy hai nhân vật là ai các bạn? Đúng rồi ha, là Dương and Mai. Dương and Mai. Thì Dương and Mai đang nói về cái vấn đề gì thì các bạn sẽ cùng cô xem một cái đoạn clip ngắn để xem là Dương và Mai, what are they talking about? Họ đang nói về vấn đề gì nha. Do you have any plans this evening? No. What shall we do? How about seeing a film? Good idea. What shall we see? Let's take a look at the film section of the paper. It says that White Sands is showing at Kim Dung Cinema at 8 o'clock tonight. It's a horror film. That's too frightening for me. Okay, they are also showing Crazy Coconut at Nok Kang Cinema. What kind of film is it? It's a romantic comedy. What is it about? It's about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a deserted island and have to live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end. Who does it star? It stars Julia Roberts and Brad Pitt. What have critics said about it? Most of them say it's very funny and entertaining. I know. Why don't we decide when we get there? Okay, good idea. Okay, thì như các bạn cũng thấy là ở trên cái clip của cô là nó có để ở đây. Đây, đây là cái giao diện rất là quen thuộc đúng không? Thì bài này các bạn có thể xem lại cho cô ở trên trang YouTube nha. Hướng dẫn giảng dạy online. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần bài tập A. Bây giờ các bạn sẽ read the conversation again and answer the question. Vậy là mình sẽ read the conversation, là các bạn sẽ đọc lại cái bài đọc trong sách giáo khoa của mình một lần nữa và answer the question, trả lời cho cô những cái câu hỏi dưới đây. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Sẽ có 5 bài, 5 câu hỏi nha. Rồi khi mà các bạn làm tới đây thì các bạn sẽ dừng cái clip của cô lại trong vòng 5 phút để các bạn làm cho cô 5 câu hỏi này. Ok nha. Rồi nhớ canh đồng hồ đúng 5 phút cho cô nha. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ trả lời, đó là What does Dương subject to do tonight? What does Dương? Dương đã subject, có nghĩa là Dương đã yêu cầu chúng ta sẽ
doing tonight? Làm gì vào hôm nay? Vậy hôm nay các em sẽ nhìn vào lại trang sách giáo khoa. Ở dòng thứ 3, bạn Dương có nói là how about seeing a film? How about seeing a film? Có nghĩa là đi xem phim thì sao? Đi xem phim thì sao? Vậy chúng ta sẽ chọn cái câu gì các bạn? À, đương nhiên chúng ta sẽ chọn đáp án B, watching a film. Watching và seeing sẽ tương tự cái nghĩa với nhau, có nghĩa là xem phim. Ok, we move to number 2. Chúng ta đi tới câu số 2. Câu số 2 chúng ta hỏi là where do you find cinema information? Where là câu hỏi hỏi ở đâu? Vậy thì Dương tìm thấy được cái thông tin về bộ phim đó ở đâu? Ok, chúng ta sẽ nhìn lại dòng sách giáo khoa. Ở dòng thứ 4, bạn Dương có nói là let's take a look at the film section of the paper. Chúng ta hãy nhìn một chút vào cái section phim, vào cái liệt kê phim ở trên giấy đó, cái phần giới thiệu phim trên giấy. Thì chúng ta sẽ thấy là bạn tìm thấy được ở đâu mấy em? Có paper thì đương nhiên là nó sẽ là in a newspaper, ở trên tạp báo. Được chưa? Ok, number 3. Why doesn't Mike want to see a white shank? Yeah, tại sao mà Mike không? Why doesn't? Tại sao Mike không muốn xem cái bộ phim có tên là White Shank? Ok, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhìn vào sách giáo khoa cho cô. Các bạn sẽ thấy được là bạn Mike nói là it's a horror film. It's a horror film. Horror film là những bộ phim kinh dị. Đó là những cái bộ phim kinh dị. That's too frightening for me. Chúng ta sẽ để ý cho cô cái chữ là too frightening, là rất là sợ, nó rất là đe dọa tôi. Cho nên là chúng ta sẽ nói là she doesn't like that type of film. Cô ấy không có thích cái thể loại phim này. Ok, and number 4. How do cities feel about crazy coconut? Thì những cái chuyên gia cảm thấy là cái bộ phim Crazy Coconut nó như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cái cột thứ hai ở trong bài của mình. Bạn Dương có nói là most of them say it's very funny and entertaining. Hầu hết họ thì đều nói là nó sao? Nó funny, nó vui nè, and entertaining, và nó có mang tính giải trí. Vậy họ có thích không? Đương nhiên là họ phải thích, họ mới nói gì đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn là C, many of them like it. Ok, rồi tới câu hỏi cuối cùng. Which film có nghĩa là cái phim nào mà me and Dương decide to watch. Đây là Mai nha các bạn, cô đánh lỗi. Which film do Mai and Dương decide to watch? Thì các bộ phim nào mà bạn Mai và bạn Dương quyết định sẽ xem? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái câu cuối cùng. Why don't we decide when we get there? Tại sao chúng ta không quyết định tới đó? Thì bạn Dương mới nói là ok, good idea, good idea. Vậy thì họ chỉ mới làm gì thôi, quyết định tới đó thôi. Vậy họ có đưa ra quyết định chưa các em? Chưa, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án C, they haven't decided yet. Okay, cô hy vọng là các bạn làm đúng hết những câu này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần B. Find the question. Các bạn lưu ý cho cô là find the question có nghĩa là chúng ta tìm cái câu hỏi nha các bạn, chứ không phải là câu trả lời. Câu hỏi in the conversation ở trong cái đoạn này does ask about coconut rising. Nó hỏi về cái bộ phim Coconut Rising. Listen, check and repeat the question. Nha. Ở đây chúng ta nhiệm vụ chúng ta là làm gì? Chúng ta tìm cái câu hỏi cho những cái từ gợi ý ở đây. Ok, bây giờ các bạn sẽ nghe nha. Unit 8, page 17. Getting started. Activity 1B. Find the questions in the conversation that ask about crazy coconut. Then listen, check, and repeat the questions. A. What kind of film is it? B.
Who does it star? C. What is it about? D. What have critics said about it? Okay. Bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa nha. Unit 8. Page 17. Getting started. Activity 1B. Find the questions in the conversation that ask about crazy coconut. Then listen, check, and repeat the questions. A. What kind of film is it? B. Who does it star? C. What is it about? D. What have critics said about it? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe được là câu A, họ sẽ hỏi là what kind of film is it? What kind of film is it? Thì kind of film có nghĩa là cái thể loại phim của nó là gì? What kind of film is it? À, đương nhiên là hỏi về actors hoặc là hỏi về star thì chúng ta sẽ có câu hỏi là who does it star? Who does it star? Có nghĩa là ai là diễn viên? Ai là diễn viên chính? Who does it star? Câu C. What it is about? What it is about? Có nghĩa là cái câu chuyện cái này nó nói về cái gì? À, nói về cái gì? Nội dung của nó nói về cái gì? Và câu D. What have critics said about it? À, cái người chuyên gia thì nói gì thì nó. Ok, các bạn copy vô trong sách dùng dở dùng có nha. Chúng ta chép cái này vô dở. Và lưu ý những cái câu hỏi này sẽ là những cái câu hỏi mà khi chúng ta thi nói thì cô sẽ hỏi, hiểu không? Và chúng ta đi sang cái phần từ vựng. Đây là cái phần quan trọng nha. Tại vì cô chỉ giới thiệu cho các bạn một số từ cho nên các bạn lưu ý là mình sẽ chép vào dở sau khi nghe cô đọc và các bạn sẽ học thuộc lòng những câu nha. Khi từ đầu tiên, đây là một cái thể loại phim mà vừa romantic, romantic là lãng mạn, và comedy có nghĩa là hài kịch, cho nên chúng ta sẽ có đây là hài kịch lãng mạn. Ok, listen, romantic, romantic, romantic. Lưu ý là romantic thì chúng ta sẽ nhấn âm thứ hai. Comedy, comedy, comedy. Comedy chúng ta sẽ nhấn âm thứ nhất. Ok, listen. Romantic comedy, romantic comedy. Đây là phim hài kịch lãng mạn. Ok, chúng ta sẽ có từ thứ hai là documentary, documentary, documentary. Thì documentary chúng ta sẽ thấy là nó có một cái nghĩa của từ là document mà chúng ta ưa đọc trên máy tính đó các bạn. Thì document có nghĩa là tài liệu, và tương tự chúng ta sẽ có documentary có nghĩa là phim tài liệu. Đây là danh từ. Ok, chúng ta sẽ có từ thứ ba. Thường thường khi các bạn thấy từ star, star, các bạn sẽ biết ngay là nó sẽ mang nghĩa danh từ, đúng không? Nhưng mà ở trường hợp khi mà nó mang ý nghĩa động từ thì chúng ta sẽ có nghĩa là diễn viên, có diễn viên đóng vai chính. Danh từ có nghĩa là ngôi sao, và động từ có nghĩa là có diễn viên đóng vai chính. Ở từ này dễ đọc, chúng ta chỉ cần đọc là star, 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 okay. Star, okay. Ta đi xin từ thứ tư. Từ này là các bạn đã được đọc ở trên bài đọc rồi. Horror film, horror film, horror film. Thì horror film là những cái bộ phim mang tính chất kinh dị. Horror film. Okay, chúng ta nhấn âm thứ nhất. Horror, horror. Rồi chúng ta sẽ đi tới từ thứ năm. Science fiction, science fiction, science fiction là những cái bộ phim khoa học viễn tưởng. Thì các bạn biết phim khoa học viễn tưởng có nghĩa là người ta tưởng tượng ra những cái gì đó mà nó không có thật, được chưa? Nên ta sẽ làm ra khoa học viễn tưởng. Các bạn đọc theo cô. Science, science. Thì science chúng ta sẽ nhấn âm thứ nhất.
Fiction. Ở đây có cái gốc sình. Thì khi có cái gốc sình này, các bạn sẽ nhấn trước nó và nhấn âm thứ nhất. Science fiction. Ok. Đây, từ thứ tư là một cái hành động mà bị đắm tàu. Hành động đắm tàu mình gọi là shipwreck. À, các bạn nhớ cam ca phía sau của shipwreck. Thì shipwreck sẽ nhấn âm thứ nhất. Ok, giờ các bạn đọc lại từ trên phía giùm cô ha. Romantic comedy. Documentary. Star. Horror film. Science fiction. Shipwreck. Ok, các bạn chép bài tập nha. Rồi, các bạn có thể dừng lại một chút để các bạn chép nha. Cô sẽ đi sang phần kế tiếp. Là activity 3. Các bạn sẽ mark the title of film. Mark có nghĩa là mình nói, đúng rồi, nói the title of film. Những cái thể loại phim. Ở trên đây cô sẽ có rất là nhiều thể loại phim, bao gồm science fiction, là phim khoa học viễn tưởng. Romantic comedy, phim hài kịch lãng mạn. Thriller. Thì thriller có nghĩa là phim hồi hộp, phim trinh thám. Comedy có nghĩa là hài. Documentary, phim tài liệu. Animation thì các bạn mà thân thuộc với anime ấy, thì các bạn sẽ biết được animation có nghĩa là phim hoạt hình. Action là phim hành động. Và horror là phim kinh dị. Okay. Vậy thì tương tự với những cái tên phim, thì những cái thể loại phim thì chúng ta sẽ có những cái định nghĩa về nó. Definition. Thế đây cô sẽ có tổng cộng là 8 định nghĩa. Ok. Và bây giờ các bạn sẽ có cho cô 10 phút để các bạn làm bài này ha. Các bạn nói nói thể loại phim và định nghĩa nó. Ok, chúng ta tương tự, chúng ta có thể bấm ngừng lại, chúng ta làm nha. Rồi bây giờ sau khi mình làm xong thì các bạn cùng sửa với cô. Câu A, định nghĩa thứ nhất, a film, một bộ phim that try to make audience laugh, nghĩa là một bộ phim này có thể cố gắng làm cho khán giả họ cười. Vì cái gì làm cho mình cười các bạn? Đúng rồi, đó là câu D, comedy, hài kịch. Chủ ý là cái từ laugh, đó là cái từ cười, gây cười. Number 2, a film that feature cartoon character. Vì đó là một bộ phim mà nó bao gồm những cái character, những cái nhân vật hoạt hình. Vì những cái bộ phim nói về nhân vật hoạt hình thì chúng ta sẽ có phim animation. Animation là phim hoạt hình. Number 3, a film that is set in the future, often featured in science. À, bộ phim mà nó nói về những cái điều mà xảy ra ở tương lai, điều hư không các bạn. Thường thì sẽ nói về khoa học, thì đương nhiên nó sẽ nói về khoa học viễn tưởng. Number 4, a film that tells, đây là kể về một cái exciting story. Nó kể về một câu chuyện, mà câu chuyện này vô cùng exciting, vô cùng hào hứng, về những cái murder or dream, về những cái tên trộm. Ok, gì? Nó sẽ nói về thriller, phim gì các bạn? Phim trinh thám. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang Number 5, a film which combine comedy with a love story. Phim mà vừa có comedy, đây, vừa có comedy, mà vừa có lovely story, vừa có những câu chuyện dễ thương, mà vừa có hài nữa, thì chúng ta sẽ có là phim hài kịch lãng mạn. Okay. Number 6, a film that show real life event or story. Có nghĩa là nó sẽ nói về, nó sẽ diễn tả thật về những cái sự kiện hoặc là những cái câu chuyện trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được phim đó là
documentary, đúng không? Không bao giờ mà phim tài liệu chúng ta có thể nói dối được, đúng không các bạn? Vì chúng ta sẽ nói về những cái sự kiện có thật. Ok, number 7. A film in which train and frightening things happen. Phim với những cái điều mà nó lạ lùng nè, và nó ly kỳ nữa, như xảy ra, thì đó là phim hành động. Phim horror, phim kinh dị. Nhiều lạ lùng đó bạn, kinh dị nó sẽ lạ lùng. Ví dụ như là những cái quỷ, ác quỷ nè. Cô xàm dễ sợ. Rồi, câu 8. A film that usually features lots of stunts and fighting. Ở phim này thì nó sẽ có những cái gì các bạn ơi? Những cái trận chiến xảy ra thì đó là phim hành động. Cái câu hy vọng là các bạn làm đúng hết nha. Các bạn chú ý cho cô là không cần học định nghĩa cũng được, nhưng các bạn phải học những cái thể loại phim này cho cô. Dạ. Nghe, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần số 3. Phần này thì các bạn tự học giùm cô nha. Nó là impair. Bây giờ chúng ta học mà online, chúng ta sẽ không có pair được, chúng ta sẽ không có cặp được. Bây giờ chúng ta sẽ tự làm, thế là các bạn sẽ tự hỏi và tự trả lời cho cô. Đầu tiên là what kind of film is it? What kind of film is it? Kind of film là những cái thể loại phim. Vì cái thể loại phim nào mà mình nãy giờ mình học nè, mình học action phim, mình học science fiction, mình học romantic comedy, mình học thriller, mình học documentary, mình học action, mình học horror, thì các bạn sẽ thay vào đây cho cô, được chưa? Ở đây cô ví dụ như là đó là một phim về action, phim hành động. Ok, câu hỏi số 2. Who does it star? Who does star? Thì chữ star này lúc này nó sẽ là đúng rồi, là động từ, có nghĩa là ai là người thủ vai chính. Thì cái bộ phim hành động của cô is star, cái người thủ vai chính là Danny Crabb. Danny Crabb. Okay. What is it about? What is it about? Nó nói về cái gì? Hey. It's about a spy. A spy. A spy là một cái Devin called 007. 007. It is Skyfall. Yes. It is Skyfall. Yes. Thì bây giờ các bạn kia mới đón được cái tên đó là Skyfall. Thì bạn này trả lời là yes. Ok. Và bài học của cô, bài giảng của cô tới đây là kết thúc. Cô có một số bài tập về nhà cho các bạn, là đương nhiên là các bạn phải học cho cô những cái từ vựng về cái thể loại phim, và chuẩn bị cho cô cái bài kế tiếp của mình. Nếu như mà tình hình không có gì thay đổi thì tuần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau ở cái bài Closer Look 1 trang 18. Thì các bạn sẽ xem trước giùm cô những cái từ vựng, ví dụ như là boring, entertaining, dịch chuyển trước giùm cô. Ok, và xin chào các bạn, chúc các bạn có một ngày tốt lành. Have a nice day. Resume là gì vậy trời?